Xin được chào đón anh em đã quay trở lại với Max Skill. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chém gió một chút về những chiếc điện thoại Sony. Chúng ta thì đã không còn lạ gì với sự nổi tiếng của Sony trong thế giới gaming console với dòng máy PlayStation nổi tiếng. Và thậm chí công ty Nhật Bản còn từng có hẳn một dòng điện thoại chuyên game cũng khá nổi váng, đó là Xperia Play. Nói là nổi váng bởi vì nó gắn liền với thất bại nhục nhã của Sony trong những ngày đầu gia nhập nền tảng Android với phần cứng yếu kém, phần mềm lỗi thời, không xứng tầm với cái mác gaming phone khi so với những đối thủ Android khác. Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận rằng ý tưởng về một chiếc điện thoại Xperia Play là rất thú vị vì nó chắc chắn sẽ giúp cho anh em game thủ di động chơi game thoải mái, ngon nghẻ hơn bao giờ hết. Sony trong những năm gần đây cũng đã chú ý nhiều hơn tới gaming phone khi cho phép các mẫu Xperia cao cấp nhất của họ hợp tác với các thương hiệu game mobile nổi tiếng như là Liên Quân, Đột Kích, Call of Duty, v.v. Bên cạnh đó thì có thể thấy rằng thị trường gaming phone hiện nay cũng đang phát triển rất mạnh. Vậy thì một ý tưởng về mẫu Xperia Play chuyên game vào những năm 2022-2023 sẽ cực kỳ phù hợp. Nhân tiện trong video này, mình sẽ cùng anh em điểm lại một concept Xperia Play rất hay ho trong quá khứ mà mình tin rằng rất có thể sắp trở thành hiện thực, đó là mẫu Xperia Play Ultra. Có lẽ nên nhắc lại một chút về cái lịch sử chơi game trên di động của Sony, nó đã feel như thế nào. Sony đã và đang lôi cuốn hàng triệu game thủ toàn thế giới với dòng sản phẩm PlayStation cũng như là PlayStation Vita của mình. Mặc dù vậy thì có vẻ như là dòng sản phẩm PS Vita đã thất bại do nhận được rất ít sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ, do xuất hiện vào thời điểm các smartphone đang phát triển mạnh mẽ, ngành công nghiệp game trên di động ngày một khởi sắc đã đẩy lùi PS Vita ngày nào. Để bỏ qua PS Vita, hãng cho ra mắt Sony Xperia Play với khả năng chơi game giống với PS Vita nhưng được tích hợp hệ điều hành Android cùng khả năng sử dụng như một chiếc smartphone thông thường. Sản phẩm này đã mở màn cho ngành công nghiệp game trên di động. Đã 11 năm qua kể từ ngày Xperia Play ra đời, nhiều người hâm mộ Sony vẫn đang chờ đợi một chiếc smartphone cập nhật hoặc nâng cấp hoàn toàn thiết bị này để thỏa mãn nhu cầu chơi game tiện lợi. Vào một ngày đẹp trời cách đây 9 năm, nhà thiết kế Junior Rega cũng là một trong những người chờ đợi đó. Anh đã quyết định cho ra mắt phiên bản smartphone Sony chơi game của riêng mình để chia sẻ ý tưởng với những người cùng chí hướng. Theo đó thì siêu phẩm gaming phone mới tiếp theo của Sony sẽ mang tên là Xperia Play Ultra. Ngoài kết nối mạng 5G, vỏ nhôm, màn hình OLED 3D, Ultra HD, kích thước 5,2 inch, smartphone này còn sở hữu các khả năng hiển thị khủng của Sony cũng như là khả năng chống nước bụi theo chuẩn IP67. Được thiết kế để hoạt động mượt mà tất cả các game trên Google Play trong tương lai, Xperia Play Ultra sở hữu 8GB RAM, 128GB dung lượng bộ nhớ, đồng thời là chip xử lý 16 lõi Qualcomm Snapdragon 1000 cho tốc độ lên tới 4.1GHz, GPU đồ họa Adreno 500, đồng thời là màn hình độ phân giải 4K để thể hiện chi tiết sống động hết mức có thể. Có vẻ như là Rega hơi đi quá xa với bản concept này khi tích hợp cấu hình siêu khủng, đồng thời là hàng loạt công nghệ chưa xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Chiếc smartphone được anh lấy cảm hứng từ hai sản phẩm Xperia Play cũng như là Xperia Z cho kiểu dáng tinh tế nhưng không kém phần năng động mỗi khi chơi game. Đó là những gì mà anh chàng thiết kế của chúng ta đã liên tưởng tới một mẫu Xperia Play Ultra của những năm 2013. Nhưng đến năm 2022 này, thực tế rằng những liên tưởng kia phần lớn đều đã trở thành sự thật. Thậm chí còn ngon lành hơn thế như kết nối 5G, màn hình OLED 4K HDR 120Hz hay dung lượng RAM 8GB đều đã có mặt trên các mẫu Xperia mới nhất rồi. Đối với con chip xử lý thì thành thật mà nói, một con CPU 16 lõi trên điện thoại thực tế không phải là điều khó thực hiện, mà quan trọng là các nhà sản xuất chip như là Qualcomm, MediaTek hay là Samsung có dám làm hay không, cũng như là các nhà sản xuất di động sẽ dùng giải pháp gì để tối ưu hóa nhiệt độ từ con chip mạnh khủng khiếp này. Vậy thì dưới đây sẽ là một võ đoán của mình với anh em về một mẫu Xperia Play Ultra của những năm 2022-2023 sẽ đại loại như sau. Màn hình 7 inch OLED 4K HDR 120Hz 1 tỷ màu, tỷ lệ 21:9, RAM 16GB cộng với tính năng mở rộng 8GB, tổng cộng là 24GB RAM, chip xử lý Snapdragon 9 hoặc là MediaTek Dimensity 3000, thiết kế trượt với khung kim loại, tích hợp gamepad, pin 5000mAh, camera kép 48MP cộng với 12MP, camera selfie là 24MP, hỗ trợ 5G băng tần kép mmWave và sắp 6GHz, thiết kế 4 ống tản nhiệt graphene kết hợp với tản nhiệt lỏng. Nhìn chung thì với các thông số kỹ thuật trên, rõ ràng là chiếc Xperia Play Ultra sẽ hướng vào phân khúc siêu điện thoại chuyên game với các thông số như là tần số quét màn hình, dung lượng RAM, chip xử lý, kết nối 5G băng tần cao cấp đều được đặt trọng tâm phát triển rất mạnh. Trong khi đó thì các thông số kỹ thuật phần cứng khác đều ở mức trung bình như là hệ thống camera hay là yếu tố thiết kế trượt sẽ khiến máy dày lên kha khá.
và không còn khả năng chống nước. Dung lượng pin 5.000 mAh kết hợp với hệ thống siêu tản nhiệt và vỏ kim loại hiệu quả sẽ giúp thiết bị luôn trong trạng thái mát mẻ, đủ để chơi game lâu dài mà không bị quá nhiệt dẫn đến drop FPS và thời lượng sử dụng lên đến 1 ngày rưỡi là quá đủ để cho các anh em game thủ yên tâm gánh tạ rồi. Không biết là anh em nghĩ sao về một mẫu máy như vậy của Sony, anh em hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.